Welcome back. Xin chào mừng các bạn quay trở lại. Hope you had a great week. Hy vọng là các bạn đã có một tuần thật tuyệt vời. So do you remember all the good things or the bad things? Vậy thì các bạn ghi nhớ điều tốt hay là điều xấu? The sixth layer is ego. Tầng lớp thứ 6 là cái tôi. The ego says, I am great and I feel superior. It feels superior. Cái tôi nói rằng tôi vĩ đại. Or it says I'm useless and then feels inferior. Hoặc nó nói rằng tôi vô dụng. Yoga and meditation makes you more natural. Yoga và thiền định sẽ giúp bạn trở nên tự nhiên hơn. Makes you feel more free from inside. Và khiến bạn cảm thấy tự do từ bên trong. Being comfortable with any situation is really a sign of a true yogi. Và cảm thấy thoải mái trong bất kỳ tình huống nào, đó là một dấu hiệu của một yogi thực sự. Yes. So we will do the energizing breath now. Teacher Men will guide us today. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành kỹ thuật thở tăng năng lượng Kapapati. Chúng ta có thể giữ lưng thẳng. Và mỗi hơi thở ra, chúng ta tống hơi thở ra bên ngoài bằng cách co bụng lại. Và hít vào để hơi thở tự nhiên. Chúng ta sẽ thực hành như vậy trong vài nhịp. Giữ mắt nhắm nếu bạn đã biết kỹ thuật này rồi. Hít vào. Thở mạnh. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Làm liên tục. Hít thở bình thường và cảm nhận những thay đổi trong cơ thể của bạn. Chúng ta hãy giữ lưng thẳng và tiếp tục lượt thứ hai. Mắt nhắm. Hít vào. Thở. Và thư giãn. Từ từ và chậm rãi, bạn có thể mở mắt ra. We'll chant Om 3 times before we do the asanas. Chúng ta hãy ngân Om 3 lần trước khi bắt đầu asana. Eyes closed. Mắt nhắm. Oh.
slowly, gently, and open your eyes. Và bạn từ từ mở mắt ra. Let's welcome Teacher Minh Ngọc for the asanas today. Chúng ta hãy cùng đến với thần thực hành asana bởi hướng dẫn bởi cô Minh Ngọc. Chúng ta hãy cùng khởi động cơ thể, bật nhảy. Chú ý vào hơi thở của bạn. Và chúng ta dừng lại, thư giãn. Giờ tách rộng hai chân. Rồi hít vào, chúng ta nâng cánh tay lên cao, nắm tay lại. Bây giờ chúng ta đặt tay trái ở phía trước và tay phải ở phía sau. Xoay mũi chân phải sang bên phải 90 độ. Đứng thẳng người, vươn dài cột sống. Hít vào và thở ra. Xoay người sang phải, đồng thời gập người xuống, hướng về phía chân. Đổi tay, tay phải ở phía dưới. Hít vào và nâng người lên. Xoay người sang trái và hạ người xuống. Đổi tay, hít vào, sang phải, đổi tay, hít vào, nâng người lên. Đổi tay, hít vào, sang phải, đổi tay, hít vào, sang trái, đổi tay và nâng người lên. Xoay người về chính giữa và hạ tay xuống. Chúng ta sẽ chuyển sang các tư thế yoga asana ngày hôm nay. Tách rộng hai chân của bạn. Bây giờ chúng ta xoay mũi chân phải sang bên phải 90 độ. Hai tay đặt trên hông. Tư thế đẩy tường. Nâng cánh tay phải lên cao, ngang tầm vai và lòng bàn tay dựng thẳng. Tưởng tượng có một bức tường ở bên phải của bạn và bạn dùng lực để đẩy nó. Hạ cánh tay phải về phía chân phải, đồng thời nâng cánh tay trái lên cao. Tư thế tam giác. Từ từ nâng người lên. Gập đầu gối phía trước và hạ thấp trọng tâm của cơ thể. Giữ đầu gối vuông góc và thẳng đứng với cổ chân. Bây giờ từ từ chúng ta hạ cánh tay trái của mình ở bên cạnh chân bên phải. Xoay người về bên phải, mắt nhìn về phía trước. Bây giờ nâng cánh tay phải của bạn lên cao. Tư thế chiến binh vạn xoắn.
Và chúng ta sẽ hạ cánh tay phải của mình xuống và nâng người lên. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với bên trái. Xoay mũi chân trái sang trái 90 độ. Hai tay đặt trên hông. Chúng ta duỗi thẳng cánh tay bên trái ngang tầm vai và dùng lực đẩy người sang trái. Bạn có thể hướng mắt nhìn về phía bàn tay trái của mình và tiếp tục hít thở, cảm nhận tư thế. Bây giờ từ từ hạ cánh tay trái về phía chân trái và nâng cánh tay phải lên cao. Chúng ta nâng người về chính giữa. Hai tay ngang bằng tầm vai và gập đầu gối phía trước. Xoay mặt nhìn về phía lòng bàn tay trái. Hít thở. Bây giờ từ từ chúng ta đặt tay phải bên cạnh chân trái. Xoay người của bạn hướng về bên trái, nhìn thẳng. Bây giờ nâng cánh tay trái lên cao. Hãy nâng hông của bạn, giữ thân người trên một đường thẳng. Và cảm nhận các cơ bắp ở vùng cánh tay. Chúng ta hạ cánh tay trái xuống và từ từ nâng người lên. Khép chân lại. Chúng ta có thể chuyển sang tư thế ngồi. Duỗi hai chân của bạn về phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ gập đầu gối. Vòng tay ôm lấy đùi. Kéo sát vào thân người. Bây giờ hít vào, duỗi thẳng đầu gối của bạn, duỗi mũi chân xa ra khỏi cơ thể và nâng cao chân lên. Bạn có thể cảm thấy một chút căng ở phần đùi dưới. Không sao, hãy cảm nhận điều đó. Mắt nhìn về phía mũi chân. Khi bạn thở ra, từ từ gập đầu gối lại. Duỗi mũi chân nhiều hơn một chút nữa. Nào hít vào. Nâng hai chân lên cao. Thở ra. Gập đầu gối và hạ chân xuống. Chúng ta sẽ thực hiện thêm một lần nữa. Giữ lưng thẳng hơn. Cổ thẳng và thoải mái. Hít vào. Và thở ra. Thư giãn. Chúng ta hạ chân xuống. Duỗi chân của mình về phía trước. Đồng thời đặt tay ra phía sau. Tay ở bên dưới cầu vai. Sao cho lưng của bạn thẳng một cách tự nhiên. Hai chân khép lại ở phía trước. Và mũi chân hướng ra. Hướng về phía thảm. Bây giờ hít vào, bạn nâng phần hông lên và duỗi người ngã đầu ra sau, tư thế tấm ván. Thư giãn trong tư thế của bạn với hơi thở. Bây giờ từ từ nâng đầu lên và hạ hông xuống. Thư giãn.
Chúng ta sẽ chuyển sang tư thế nằm sấp. Gập đầu gối và mang hai chân về phía người. Dùng tay nắm lấy cổ chân của bạn. Tư thế cánh cung. Hít vào, nâng đầu ngực và hai chân đưa ra phía sau. Căng giãn cơ thể. Hai đầu gối hơi nâng cao một chút và mông siết lại tự nhiên. Đầu thẳng, mắt hướng lên. Và chúng ta khép chân lại, hạ người xuống và thư giãn. Chúng ta sẽ chuyển sang tư thế nằm ngửa. Co hai đầu gối lại. Bây giờ chúng ta sẽ đạp xe trên không trung. Bạn có thể cảm nhận cơ bụng dưới được tác động. Thì chúng ta đạp ngược lại. Rồi, từ từ thư giãn và hạ hai chân xuống, duỗi thẳng. Chúng ta úp lòng bàn tay xuống và cánh tay duỗi dài theo cơ thể. Khép hai chân của bạn lại. Bây giờ, hơi siết nhẹ vùng cơ bụng dưới. Chúng ta sẽ nâng cả hai chân lên vuông góc với cơ thể. Gập cổ chân và đẩy gót chân lên trần nhà, mũi chân hướng về phía cơ thể. Kéo căng toàn bộ phần đùi và bắp chân của bạn. Giữ tư thế trong một vài nhịp thở. Với một chút nỗ lực, hãy kéo dài phần chân lên cao, bụng siết lại. Bây giờ từ từ chúng ta sẽ hạ chân xuống mà không gập đầu gối. Thư giãn. Bây giờ chúng ta gập chân phải, gác chân lên phía trên đùi trái. Chúng ta sẽ lặp lại động tác vừa rồi. Hít vào, nâng chân trái lên cao, vuông góc với cơ thể. Đẩy gót chân xa lên trần nhà và các ngón chân đưa về phía người. Giữ chân trái thẳng. Ta có thể dùng tay đan lấy ở phía sau đùi trái. Giữ tư thế và tiếp tục hít thở. Bây giờ từ từ hạ chân trái xuống và duỗi thẳng hai chân. Hãy lặp lại với chân bên phải.
Mình giờ từ từ hạ chân phải xuống và thư giãn, duỗi thẳng cả hai chân, mắt nhắm, lòng bàn tay mở ngửa. Thư giãn đôi chân của bạn. Thư giãn vùng thắt lưng, bụng, dạ dày. Thư giãn vùng ngực. Hai tay. Thư giãn đầu. Hít vào và thở ra. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Từ từ nằm nghiêng sang bên phải. Và chống tay, nâng người ngồi dậy, mắt vẫn nhắm. Take a deep breath in. Hít vào. And breathe out. Và thở ra. Slowly and gently you can open your eyes. Thật chậm rãi, bạn có thể từ từ mở mắt ra. Let's do the Shikari Pranayama now. Chúng ta thực hành kỹ thuật Pranayama Shikari. Would you like to guide? Kỹ thuật này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm răng của mình. Ta đưa răng ra phía trước, hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau và chúng ta sẽ hít vào thông qua các kẽ răng. Và sau đó chúng ta ngậm miệng lại và thở ra qua mũi bình thường. Chúng ta sẽ thực hiện Shikari trong 3 lần. Hít vào qua kẽ răng. Qua mũi. Tiếp tục, bạn có thể giữ mắt nhắm thêm 2 lần nữa. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra nhẹ nhàng. And slowly and gently you can open your eyes. Và từ từ bạn có thể mở mắt ra. It is normal to get upset. Thì nổi nóng là điều bình thường. But to carry that emotion all through the day, all through the week, or all through the month is not an intelligent thing to do. Nhưng mang theo cảm xúc đó suốt cả ngày, cả tuần và cả tháng thì không phải là một việc làm khôn ngoan. Emotion is like a river.
the water flowing in the river. Cảm xúc giống như dòng chảy của dòng sông. Let it flow. Hãy để nó tuôn chảy. If it stagnates, then it becomes a problem for you. Nhưng nếu nó đứng lại, trì trệ, thì nó sẽ trở thành vấn đề. Got it? So don't need to worry whether you get angry, I get sad, but then it will flow naturally. Don't hold on to it. Let it go. Như vậy thì không cần phải lo lắng nếu chúng ta hay nổi nóng. Hãy để nó tuôn chảy cảm xúc của bạn. Nhưng việc giữ lấy nó, giữ chặt lấy nó thì không phải là một hành động khôn ngoan. Okay. So next week, in case you get angry also, you can only get angry for 1 second or 2 seconds. Okay. Lần tới, nếu bạn có nổi giận, thì hãy chỉ nổi giận trong vài giây, vậy là đủ. Have a wonderful week. See you next week. Chúc các bạn có một tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.